À, cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với Dược sĩ Phạm Khắc Khiêm. À, trong chương trình tuần này thì Tiến sĩ Lê Minh Nguyên và Tiến sĩ Đinh Xuân Quân đều bận công việc cho nên tạm vắng mặt, sẽ trở lại trong chương trình tuần tới. À, trở lại với tình hình của Hoa Kỳ và thế giới trong tuần vừa rồi. Trong cái bối cảnh mà có nhiều cái biến cố xảy ra dồn dập ở Trung Đông, ở ngay tại Á Châu, thì ông Trump lại chọn ngay cái tuần lễ này để làm cái cuộc vận động trong đó để chính thức tuyên bố là ông sẽ ra tái tranh cử cho năm 2020. Chuyện này thì ông đã nói từ ngay sau ngày nhậm chức rồi, nhưng mà đến vì 2 năm đầu thì dù sao cũng còn phải làm tổng thống. Và trong tuần này, trong một cái buổi tập hợp quần chúng ở Orlando, Florida, thì ông chính thức là sẽ ở tuyên bố sẽ ra tranh cử. So với cái cũng cái biến cố đầu tiên vào năm 2015, 4 năm trước, thì cái lần mà cái buổi gọi là khai trương lần này đó, chứ thấy so với cái buổi khai trương của 4 năm trước, cái không khí như thế nào và cái nội dung của cuộc tranh cử này có gì mới? Nếu mà coi trên cái trên đài Fox ấy, nghĩa là và những cái YouTube ấy, thì chúng ta thấy cái cuộc ra mắt của ông tổng thống Donald Trump lần này nó có vẻ rất là rầm rộ và rất thành công. Lần trước ấy, thì ông khi ông ra tranh cử đấy thì mọi người, kể cả những người mà hiện nay ủng hộ ông ấy, thì lần đó đó người ta cũng không tin tưởng về Donald Trump cả. Người ta nghĩ đây là một ông chủ một cái sòng bạc rồi tổ chức nghĩa là cái những cái cuộc thi hoa hậu tuyển gái đẹp thôi, nhưng là một dân gọi là dân ăn chơi chứ không phải là cái người vân playboy, chứ không phải là cái người có khả năng chính trị, kể cả ở trong đảng Cộng hòa như thế cũng vậy. Cho nên không ai lúc đó là không ai tin tưởng, chỉ trừ một số người nào đọc những cái bài viết, những cái cuốn sách viết của ông trước đây và những cái tư tưởng của ông ấy thì biết là ông này cũng có ý là muốn ra làm chính trị thôi, chính trị chứ khả năng chưa biết sao. Nhưng mà lần này đó thì chúng ta thấy cái việc khai trương lần đầu tiên để mà tuyên bố cho toàn dân thiên hạ của Hoa Kỳ biết rằng tôi ra tranh cử đây, thì lần này trong cái cuộc ra quân lần này chúng ta thấy mọi người tham dự trong cái ngày mà hiện diện trong đó như là bị lôi cuốn, bị cuốn hút vào trong những cái lần nói chuyện của ông ấy. Và người ta có thể, những người mà người ta chống tổng thống Donald Trump ấy, người ta nghĩ rằng ông ấy có cách nói như là thu phục thu hút như là một Hitler vậy, có nghĩa là nói quyến rũ làm cho mọi người được bị thu hút trong cái buổi nói chuyện ông ấy và ủng hộ ông một cách tuyệt đối. Cho nên trong cái ngày trong cái 24 giờ đồng hồ đầu tiên ấy, khi mà ra quân như thế, ông ấy thu được một số tiền lên tới khoảng 24 triệu đô la. Tất nhiên là một số trung tiền bình là 1 triệu đô la trong một tiếng, nghĩa là hơn hẳn tất cả mọi ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Đó là cái tại vì sao vậy? Bởi vì người ta bị lôi cuốn trong đó, bởi vì ông ấy đưa ra những chính sách đã thực hiện được những điều này, cái vấn đề này, vấn đề kia, là đáp ứng được cái nhu cầu một phần nào của dân chúng Mỹ, và đồng thời ông đã thực hiện được những lời hứa, và đó là cái điều mà ông ấy trình bày trong cái buổi ra quân lần này. Và với buổi ra quân lần này chúng ta thấy tại sao ông chọn đó, bởi vì ở Florida bây giờ là một thống đốc Cộng hòa, đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chính tại nơi đó ông đã chiếm được tuyệt đại đa số về cái phiếu bầu cử tại phổ thông đầu phiếu từ đó. Và chúng ta cũng biết rằng chính tại nơi đó thì ông ủng hộ những người mà Cuba đã từng tị nạn tại Hoa Kỳ và vẫn còn chống nhà chính sách của ông Fidel Castro. Rồi chính tại nơi đó có một số những người tại Venezuela đã tị nạn tại đó. Thì nha, cuộc ra quân này sẽ tác động vô trong những cái người ở khu vực đó sẽ có thể tin tưởng ông hơn nữa để bầu cho ông ấy, để mà ở nơi đó ông chiếm được phiếu bầu ở nơi đó. Có thể một cái vấn đề lớn của ông Trump là trong cả cái đám đông 17.000 người đó, theo chính ống kính của Fox News, rất ít người thiểu số, tuyệt đại đa số gần như là những người da trắng ở
Phạm chọn cái vùng, có thể đó là vì cái dân số ở Florida, ở vùng đó như vậy. Tuy nhiên nó ngay ở Florida có thể nó là vấn đề của ông Trump. Vì 4 năm trước thì ông chỉ thắng Florida được có 1% thôi. Và lần này đương nhiên ông Trump cũng như là bên phía dân chủ, bất cứ người nào muốn làm tổng thống Mỹ đều phải thắng ở Florida. Nhìn vào cái cuộc biểu dương lực lượng ở đó, đó thì người ta thấy rằng có thể ông Donald Trump sẽ có thể ngự trị tại khu vực đó một cách tương đối là không khó khăn ở tại Florida. Và cái đầu tiên ấy, thì chúng ta phải thấy điều này là từ cái chỗ mà thành công đó, đó nó sẽ gửi một tín hiệu bắn vào các nơi khác để cho người ta có được một cái niềm tin, có được một cái hăng say vì mình đã có từ chiến thắng đó chuyển đến nơi khác, có nghĩa là từ Florida sẽ chuyển lửa về các nơi khác. Đó là cái điều mà cái người, bất cứ một người nắm vấn đề hành quân hoặc cái chính trị nào cũng phải biết rõ rằng là cái lúc ra quân đầu tiên phải là một cái sự thành công, một cách mình gọi là vĩ đại đi, để chuyển cái lửa này tới những nơi khác. Đó là cái cách của bất cứ một cái tổ chức chính trị nào mà có người ra tranh cử, người ta đều phải làm điều đó. Và bên phía dân chủ họ cũng nhìn hiểu được cái vai trò, cái sự quan trọng của Florida. Thì tối thứ tư tuần tới này và tối thứ năm sẽ có hai cái cuộc tranh luận lớn của các ứng cử viên dân chủ tại Miami. Và vì có đến 20 ứng cử viên cho nên phải rút thăm chia làm hai đợt, hai suất. Cho cái suất đầu tiên vào tối thứ tư ngày 26 tháng 6 này, 10 ứng cử viên đầu tiên á, thì trong số những ứng cử viên mà hàng đầu của đảng Dân Chủ bây giờ đó, thì bà Warren có lẽ bà may mắn là bà được ở trong cái suất đầu tiên, là không có những người mà nặng ký. Và 4 người nặng ký còn lại thì lại hẹn nhau ở tối thứ năm. Trong đó có Biden, Sanders, Kamala Harris và Pete Buttigieg đều gặp nhau tối thứ năm hết. Chứ nghĩ là cái giữa hai tối đó thì như vậy là cái... mình có thể tiên đoán được cái tình hình của cái tối thứ năm như thế nào, lúc mà các ứng cử viên khác có dịp đụng trực tiếp với ông Biden trong một cuộc tranh luận toàn quốc. Cái điểm bất lợi cho đảng Dân Chủ khi mà ra quân lần này đó, là vì chúng ta biết rằng nó có nhiều ứng cử viên đó. Thành ra dù cái cuộc tranh luận lần đầu tối thứ tư hoặc tối thứ năm có khác nhau chút nữa thì cái số người hỗ trợ cho từng đảng một đó, từng ứng cử viên một đó, nó bị phân chia ra làm hai. Và vì vậy cho nên trong cái đoạn ngắn tối thứ tư chẳng hạn thì người ta thấy rằng nó là cuộc tranh luận của những người mà nó không có hạng B, thành ra thu hút những cái thính giả cũng như thu hút những người tới tham dự đó, nó cũng không được đông. Rồi tới cái ngày sau đó, dù rằng ứng cử viên chính cái người mà nặng ký bây giờ là ông Biden chẳng hạn thì nó cũng phải chia ra, bởi vì có một số người đi theo đợt đầu rồi, những người đi theo đợt hai đó thì sẽ bị chia phần nào. Và đồng thời thì trong cái cuộc tranh luận như thế đó thì tất cả những ứng cử viên đó để giành phần thắng, người ta phải tìm các điểm yếu của nhau để tấn công. Và đó là cái điều mà ông Trump hoặc là Đảng Cộng Hòa dựa vào đó để mà có thể khai thác nó bất lợi cho phía của Đảng Dân Chủ. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên. Tuy nhiên cái đêm thứ hai, đêm của ông Biden ấy, thì chắc chắn là Đảng Dân Chủ về mọi ứng cử, mọi nghĩa là thành phần lãnh đạo của Đảng Dân Chủ sẽ cố gắng dồn nỗ lực vào để hỗ trợ cho cái việc cuộc tranh luận đó nó hào hứng và đông người. Nhưng mà dù thế nào chứ nữa thì cái việc tranh luận giữa các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đó, kể cả cái đợt trước đó, và cả đợt này đó, thì cũng không thu hút được quần chúng đông đảo. Ví dụ như là kỳ trước mà ông Obama về dưới này của bà Hillary đó, về dưới Orange County là cái khu vực mà chúng ta biết rằng Cali là thành trì của Đảng Dân Chủ mà cũng không thu hút được cái số người tham dự đông đảo. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.